Sau
giám đốc năm, đó là sự thách thức của các cái công nghệ mới, ví dụ như Digital Content Transformation. Hiện nay đang nổi lên rất lớn bởi vì vấn đề của dịch Covid từ năm ngoái đến năm nay không có dấu hiệu giảm. Ở Việt Nam thì tất nhiên là có lợi thế, đó là người dùng, học sinh, giáo viên, giảng viên vẫn có thể offline tại trường. Nhưng mà cũng là một thách thức đối với những việc phải chuyển đổi các cái dữ liệu số từ giấy sang số. Ví dụ gọi là self-service, auto hoặc menu và manual. Vấn đề AI được áp dụng trong scan OCR rất nhiều. Người ta đã nghiên cứu và phát triển được cái dòng đó và đưa sang dạng e-library rất là hữu hiệu cho PC, tablet, mobile có thể truy xuất vào e-book để đọc. Các cái tính năng chức năng đầy đủ của e-library là rất lớn. Hiện nay thì cái nhu cầu thực tế ở thị trường là cần chuyển đổi các cái dạng của văn bản giấy tờ sang số và tập trung vào hệ thống thư viện là rất cần thiết. Cái này thì sẽ cần có những bước đầu tư để quyết định. Các vấn đề về software chúng tôi hoàn toàn có được và có các service server web. Ví dụ như convert PDF từ digital sang PDF thì PDF sang ebook đều hoàn thiện. Quần này trong suốt năm qua rất hiệu quả. Vấn đề thứ ba là xây dựng API về tiêu mục. Cái dự án này thì mình cũng làm hơn 60 năm qua rồi, không phải đây là mới. Vấn đề được đặt ra là chúng tôi chuyển đổi sang mô hình cloud VDI. Trước đây thì VDI tách riêng, cloud tách riêng, GPU cũng bị chỉ là dạng tích hợp chuyển sang xe GPU cho hàng hóa thôi. Hiện nay thì những công tác này đã phải chuyển sang cái giai đoạn là automation machine và tiền đề của nó là mình đã dùng FPC Cloud Edge điện toán của mình. Mô hình này đã được ghép với mô hình VDI và những fan server. Các mô hình cũ thì fan server sẽ chạy bằng SMP, SMB, SMF 4.1 mã hóa. Hiện nay nó chạy không còn dùng công nghệ DSS mà sẵn nữa thì nó là tốn kém và không hiệu quả. Ở đây đặt ra là file server phải đáp ứng cho hơn 10.000 cái thông tin. Rõ ràng là nó sẽ bị scale out, không thể dùng phương thức DSS bởi vì nó sẽ là scale out rất tốn kém và không hiệu quả. Mình sẽ nghiên cứu và chạy nó bằng F3 thì cái này là thành công rực rỡ bởi vì F3 thì nó chạy hàng trăm nghìn bằng cao user để nó có thể sử dụng dữ liệu vừa là cá nhân vừa là có thể share thành một tổ chức hay một phòng ban và có thể share ra internet theo thời gian, theo chữ ký số mã hóa, theo các phương thức nổi bật share public giữa cá nhân với của một tổ chức với các cái khách hàng hoặc là các cái vendor mà được phép truy xuất vào. Do đó thì dần dần định xu hướng sẽ dùng SMB và SMF 4.1 mà cũng có thể gọi là bỏ qua. Nhưng mà đối với công chứng chúng tôi thì đều có thể like được cả hai mô hình cùng lúc đó. Về mô hình nhu cầu về ADSS thì hiện nay chúng ta đang bước sang một giai đoạn gọi là Synchron tích hợp của nhiều nền tảng hệ thống. Trên phương diện của ảo hóa thì bên mình đã được triển khai LDAP, Open LDAP. Hôm nay thì mình sẽ làm thêm một bước gọi là ADSS ủng hộ các cái Office 365 hệ thống client truyền thống như thế nào với các cái hệ thống LDAP tích hợp trên nền tảng ảo hóa và siêu máy tính. Thì mô hình này thì có viết ở đây về nhu cầu về monitoring. Hôm nay mình đang chuyển đổi sang cái mô hình nói chung là mô hình nó tích hợp và nó đi tham trên Grafana
as well. Mình hạn chế dùng các cái hệ thống cổ điển. Trước đây của VMware thì có Very Light Outlook Insider, Very Light Operation Manager, hoặc là Turbo Monitor. Hiện nay thì mình đang nghiên cứu về khả năng là kết nối tự động của các log system của VMware thông qua Tanju hoặc là để trực tiếp system log lên cho Grafana đọc. Thì để làm được cái này. Về mặt giao thức của Cloud Edge thì hiện nay mình đã xây dựng, đang nghiên cứu lại cái remote desktop mà có khả năng monitor quãng bất lập để chống bị tấn công hệ thống. Ở đây có một số nhóm đã nghiên cứu cái này. Nó gọi là Open Disk, Open 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 Ina, và chưa hiểu chính xác cái tên này. Nó là một cái lớp thư viện thôi, được đẩy vào cái máy remote của mình đã. Sau đó nó theo dõi và cũng quá trình đăng nhập nó vào thì nó sẽ nâng cao cái khả năng mã hóa để giúp cho cái việc truy xuất remote desktop là sẽ kiểm soát được. Ngoài ra thì mình đang nghiên cứu thêm cả cái chuẩn HDI hoặc là HIC của Citrix, của TeraDC cũng là PCOIP. Hiện nay đang nghiên cứu và tích hợp vào trong hệ thống Cloud Edge của mình. Từ xưa là vẫn chạy tốt là remote desktop, VNC, Tiger, VNC, EH, Telnet, Last Server của VMware. Hiện nay đang được đẩy mạnh cái nghiên cứu về Last Server. Cái này là tích hợp trong môi trường Cloud Edge.